nghi thức phủ quốc quân kỳ cho vị cố đại tướng, nguyên tổng tham mưu trưởng quân lực Việt Nam Cộng Hòa từ năm 1965 đến năm 1975 đã được trang trọng tổ chức vào lúc 4 giờ 15 phút tại Nghĩa Trang Fairfax Memorial, tiểu bang Virginia. Bên cạnh người thân và gia đình, chúng tôi ghi nhận có đầy đủ đại diện của các quân binh chủng Việt Nam Cộng Hòa. Hiện diện tại buổi lễ, còn có các cựu tướng lãnh Việt Nam Cộng Hòa và chúng tôi được dịp tiếp xúc với cựu trung tướng đồng văn khuyên phó đề đốc hồ văn kỳ thoại đại tá nguyễn hữu bầu nguyên đảng lý văn phòng bộ quốc phòng và trung tá trần quốc bảo và sau cùng là cuộc tiếp xúc tìm hiểu cố đại tướng cao văn viên với nhà biên khảo quân sự quân lực việt nam cộng hòa nguyễn kỳ phong